Đây là Hắc Nhân, một sinh viên đại học mới ra trường, cậu chẳng có mơ ước gì to lớn, mà chỉ muốn kiếm một công việc với thu nhập hơn 30 củ một tháng. Có một cô vợ đẹp và được thì có luôn một chiếc xe. Nhà thì đã có bố mẹ cho một căn nên một phần ba mục tiêu cuộc đời cậu đã hoàn thành. Cậu từ lúc tốt nghiệp đến giờ vẫn chưa kiếm được một công việc nào để đủ ăn, chán nản nên cậu quay lại chiếc ghế quen thuộc để ngủ một giấc. Đến giờ cuộc đời cậu vẫn bình thường, lúc tỉnh dậy, cậu thấy một cô gái đang ở trước mặt cậu, cô muốn hỏi cậu chút chuyện. Cô hỏi cậu nơi trong tờ giấy này thì cậu bất ngờ khi đó là nhà cậu, hỏi thử thì biết cô đang đi tìm nhà trọ. Vì công viên còn mỗi cậu nên cô mới lại hỏi. Cậu không biết sao cô lại có thể đi lạc từ khu phía Nam ngoài thành phố đi lạc vào tận trung tâm thành phố, lý do là vì cô đã nhầm tên đường thành tên của một tòa chung cư. Cậu quyết định sẽ đưa cô đi vì đằng nào cậu cũng là chủ nhà mà cô sắp thuê, lúc đi cùng nhau trên xe. Cô có giới thiệu bản thân là Lily và cậu không hiểu sao cô lại tin người dễ như vậy, vì đâu biết chừng cậu lại là lừa đảo. Cô bắt đầu sợ nên cậu nói bản thân chỉ đùa. Cả hai sau đó đã đến đường dẫn về nhà trọ. Cậu cho biết khu này an ninh khá tốt nhưng vẫn hẻo lánh nên ban đêm hạn chế ra đường. Có điều Lily cho rằng bản thân rất mạnh nên không sợ gì cả. Minh chứng là Hắc Nhân cố kéo giúp chiếc vali nhưng nó nặng kinh khủng, còn Lily thì một tay. Đi một lúc thì gió thổi khiến Hắc Nhân nhìn thấy tai thú trên đầu cô. Tưởng bản thân hoa mắt nên cậu nhìn lại và không có gì lạ thường. Đi một lúc thì Lily đột nhiên đẩy cậu vào tường và muốn cậu về trước nhưng cậu không muốn để một cô gái ở ngoài vào ban đêm nên đành ở lại và bị cô đẩy sang một bên. Cô sau đó hóa thành người sói và chiến đấu với một cô gái ma cà rồng, không thích đánh lộn nên cô ta đổi hướng sang phía hắc nhân. Lily đã chạy đến ném hai cục gạch để đuổi ma cà rồng, cô sau đó đã đổi ý và không muốn thuê phòng nữa và xin cậu giữ kín chuyện hôm nay. Cô sau đó rời đi thì cậu đã đuổi theo và cho rằng bản thân đúng là không thể bỏ rơi cô ngủ ở đầu đường xó chợ đêm nay. Vì đằng nào cô cũng có ơn cứu mạng với cậu nên cậu sẽ để cô làm khách thuê nhà đầu tiên, cậu đưa cô về nhà và giới thiệu với cô mọi phòng trong nhà. Và sau đó là đưa cô lên phòng, cô hy vọng cậu nửa đêm sẽ không đến thí nghiệm cô như cách người Mỹ đối xử với người ngoài hành tinh. Sáng hôm sau, cậu xuống nhà thì thấy Lily nấp sau ghế vì cô sợ mèo. Cậu cho biết đây là con mèo cậu nuôi và nó tên là Cút, vì nhiều lúc nó hay kêu lên mấy tiếng tựa như từ cút nên cậu lấy từ đó đặt tên luôn. Cô đã chịu bình tĩnh lại và thắc mắc vì tivi nhà cậu có vẻ đã bị hỏng. Cậu bấm điều khiển không được nên lại vỗ vỗ mấy cái rồi sau đó mới kiểm tra anten, nhưng quanh nhà đã bị đóng băng. Và cô gái ma cà rồng đã xông vào nhà, cô kéo hắc nhân về phía cô và cho cậu rời đi vì cô cho rằng Lily đang bắt cóc cậu và ép cậu giữ bí mật. Cả hai cô gái gây sự với nhau ngay trong nhà và phá phách hết đồ đạc nên cậu đã phải ngăn họ lại. Cô gái ma cà rồng cho rằng bản thân chỉ đến tìm nhà thuê thì lại gặp Lily. Nói cơ bản là cả hai đều muốn thuê nhà nhưng vì ghét người kia nên nghĩ là người kia đến gây sự. Cô ma cà rồng bắt đầu đói nên hắc nhân đã làm cho cả hai cùng ăn. Cô ma cà rồng giới thiệu bản thân là Vian. Cô chỉ hút máu vịt chứ không hút máu người vì giờ máu người chẳng khác gì thứ độc hại. Cô là quý tộc nên có thể tự kiểm soát cơn khát máu nên sẽ không gây hại. Cô thú nhận bản thân cũng chẳng còn bao nhiêu tiền nên mãi mới tìm được nơi thuê nhà rẻ như của cậu. Vì cô cũng không muốn ngủ ở mộ thêm nữa. Cậu chấp nhận nhưng Lily không chịu cả hai cô gái đều không chấp nhận người kia ở chung và lại quay lại gây lộn và đập hư bàn của hắc nhân cậu bắt Lily dọn đống này còn Vi An thì lên xem phòng vì cậu biết là sẽ phải cách ly cả hai ra lúc lên phòng Vi An nhận ra hành lý cô vẫn ở ngoài nên chạy đi lấy và rồi cô nhận ra cô đã để mất ví tiền cô bắt đầu khóc lóc và sẵn sàng ra mộ ở nhưng cậu đã mùi lòng và để cô ở lại đây rồi sau này có tiền trả sau Vi An quyết định sẽ nấu ăn cho họ để trả bớt tiền nhà Lily đã ăn thử món Vi An nấu thì cũng gọi là có kỹ năng cô sau đó đã chạy đến lấy điện thoại về cho hắc nhân vì có người gọi đến cậu được gọi đi nhận việc làm cậu đã đi xe bus đến một nơi khá là hoang vu sếp đã gọi đến và yêu cầu đến dưới cột điện đặt tay lên tấm quảng cáo và nhìn về phía bắc hay đúng hơn là nhìn lên trời cậu nhìn lên thì bị sốc khi có một tòa dinh thự nằm ngược ở trên kia cậu được chỉ là bỏ tay xuống và rồi được kéo lên trên kia cậu được một linh hồn chỉ dẫn cho tìm đến văn phòng của sếp cậu được gọi vào trong và được sếp cho biết nơi này là cục quản lý thời gian không gian Cô là độ nha và sẽ là sếp tương lai của cậu. Cô lấy mì ra ăn nhưng hắc nhân muốn biết tại sao bản thân lại bị lừa đến đây thì cô cho biết đây là hội của thần linh nên có thể xem là cậu đã được thần chọn chúng. Việc của cậu sẽ là trợ lý thẩm tra cho cô, việc cơ bản sẽ chỉ là phòng ngừa mấy chủng tộc khác giờ trò gây tận thế. Cô còn nói ra thêm mấy cái khiến cậu chẳng hiểu gì. Lý do hắc nhân được chọn là vì nhờ hai cô gái cậu mới gặp mà cậu đã có nhận thức về những chủng tộc ngoài con người. Cô giao việc đầu tiên là cậu sẽ phải tiếp đãi vài vị khách và đó là hai cô gái cậu mới thu nhận cậu sẽ phải giám sát để họ không làm gì nguy hiểm còn không nhận thì ký ức hai ngày nay của cậu sẽ bị xóa và hai cô gái sẽ bị dẫn đi cậu được đưa trở về bàn làm việc và độ nha muốn cậu cứ làm vì đây không phải việc xấu và họ cũng sẽ trả lương cho cậu đầy đủ cậu chỉ việc đối xử tốt với hai cô gái ở nhà là xong chẳng có gì nặng nhọc nghe vụ tiền lương và phúc lợi quá tốt nên cậu đã quyết định ký hợp đồng Cậu mang hợp đồng về nhà và Vi An thấy khả nghi vì cô sống bao lâu mà chưa từng nghe về cục quản lý không thời gian này. Với cả độ nha giao cậu việc chăm sóc những chủng tộc khác chứng tỏ cô không hẳn là thợ săn quỷ. Cậu thắc mắc về thợ săn quỷ thì Vi An cho biết đám đó tương truyền là nửa người nửa yêu, đều là những kẻ ngông cuồng máu lạnh và vài kẻ chỉ thích hành động một mình. Cô cho rằng nếu đám thợ săn đó mò đến đây thì cô sẽ rời đi và kéo cả Lily đi theo và trả lại tự do cho hắc nhân. Lily quyết định sẽ đi làm gì đó ăn hai người kia thấy cũng đói nên xin ăn ké luôn. Hắc nhân sau đó đi ngủ và mơ thấy bản thân đang ở vùng đất kỳ lạ, nhưng buồn cười là dù cậu đang mơ nhưng lại có cảm giác y như thật. Cậu chạy đi tìm lối thoát thì bị một đàn sói đuổi theo. Cậu đã kịp tỉnh dậy do được Lily gọi và cậu nhận ra vừa rồi không phải mơ vì trong tay cậu là một nắm lông sói. Vi An quyết định sẽ làm cho cậu một cái bùa trấn yêu lúc ngủ. Cô lấy ra vòng ở Ai Cập, cầu pha lê của Pháp Sư, thêm cái trận đồ ba quái, bùa chú của người Viking và cả thánh giá. Hắc nhân không chắc cô có phải ma cà rồng không vì đó toàn đồ khác lại cô. Nhưng như cô đã nói cô là cấp cao nên không sợ mà nó còn giúp cô đuổi vận xui. Bị nghi ngờ thân phận nên Vi An quyết định làm phép thử lên người hắc nhân, nhưng máu vẽ lên tay thì bay hơi, ấn chú vẽ ra cũng tự biến mất. Cô nghi ngờ có thể do hắc nhân có kháng phép cao, hoặc là do quá đần đến mức không biết bản thân đang bị ảnh hưởng bởi bùa phép. Cậu lấy tiền nhà ra dọa nên cô nghĩ là do công việc mới của cậu, cậu quyết định hỏi thử độ nhà. Nhưng cô lúc này đã gọi đến và yêu cầu cậu ngày mai lết xác đến đây vì có chuyện khẩn cấp, sáng hôm sau, Hắc Nhân mò đến đập cửa thì chẳng có ai trả lời, linh hồn kia cũng chẳng thấy đâu. Cậu nghĩ bản thân bị chơi xỏ nên định ra về làm một giấc, nhưng Đô Nha lúc này mới quay lại và cô mới đi tỉa cây về, cô muốn cậu cứ vào nhà trước vì cô có thứ cần đưa. Cậu đến văn phòng thì cô đã đi thay lại bộ đồ về, cô muốn đưa cậu dữ liệu dân số đầu cuối. Cô lấy ra một thiết bị nhìn như một chiếc huy hiệu Cô chỉ cậu cách dùng và cho biết thứ này có thể giúp cậu khi đi làm mấy công việc như kiểu đi đàm phán và lỡ có bị đánh chết thì cái này sẽ giúp cậu. Nghe việc này thì cậu từ chối vì chỉ thích hòa bình. Cô khuyên cậu cứ yên tâm vì chừng nào hợp đồng làm việc vẫn còn thì cậu vẫn không thể chết. Cậu giờ mới hỏi về nhiệm vụ khẩn cấp thì cô mới nhớ ra và dẫn cậu đến một nơi trước. Cô đưa cậu đến phòng cường hóa cơ thể, nơi này sẽ sửa đổi cậu và cho cậu vài năng lực. Cô gọi lên một cái coffin và sút cậu vào trong. Cô cho biết quá trình sẽ cần cậu chịu đựng để đạt được thành quả. Cậu bắt đầu bị xoay vòng vòng và rồi bị sét đánh vào. Độ nha nhận ra cô hình như ấn lộn nút. Cậu bị đưa quay về vùng đất trong giấc mơ kia. Đi một lúc thì cậu thấy lạnh và thiết bị kia đã giao tiếp với cậu. Nó cho cậu biết việc độ nha bấm nhầm nút nên cậu sẽ phải trải qua một quá trình hơi đặc biệt chút. Nó từ giờ sẽ là trợ lý cho cậu, chịu trách nhiệm hướng dẫn công việc cho cậu. Cậu xin nó biến ra một cái áo khoác với một chiếc xe nhưng nó chỉ có thể kiểm tra thông tin chứ không phải biến ra đồ vật như con mèo máy nào đó. Cậu mỉa mai nó khiến nó nổi nóng và đòi cậu phải tôn trọng nếu không nó sẽ đình công. Cậu sau đó thắc mắc là nên gọi nó là gì thì nó cho rằng bản thân có thể được gọi là trung đoan. Nó cho biết đây là một thế giới song song với thế giới thật. Nếu cậu tỏi ở đây thì ở thế giới thật cũng vậy. Điều thứ hai là nếu gặp hiện tượng gì thì cũng đừng ngạc nhiên mà hãy tiếp nhận. Nó muốn chui lại vào túi thì cậu nghe thấy gì đó lạ lạ đàn sói đã quay lại tìm cậu và trung đoan khuyên cậu đừng nên chạy vì cậu sẽ chỉ khiến đám sói bị kích động cậu chỉ còn đừng chờ chết và trung đoàn hứa sẽ kéo cậu ra khỏi đây lúc cậu hấp hối nhưng đúng lúc đám sói lao lên thì nó đã cắn trúng lớp giáp của hắc nhân trung đoàn cho biết cậu đã thành công có được cường hóa đầu tiên là giáp bảo vệ thứ này sẽ luôn tự động kích hoạt lúc cậu gặp nguy hiểm đám sói bắt đầu gọi con đầu đàn xuất hiện nên cậu đành sủi trước nhưng giữa đường chạy cậu đã bị sói đầu đàn tóm được có điều nó vẫn không thể cắn được khiên của cậu nó đột nhiên nói chuyện và thấy cậu không dễ sơi. Cách nói chuyện của nó cậu nghe thấy khá giống Lily và cậu cũng biết ở thế giới song song này có con người. Nó muốn cậu ngoan ngoãn làm thức ăn cho mấy đứa nhỏ nhưng cậu cho rằng vẫn còn cách giải quyết. Nó không tin và cho rằng cậu đang hiếp soi quá đáng. Cậu muốn nó đưa cậu đến nơi có người sống và cậu sẽ chữa lại răng cho nó. Vì cần răng để săn mồi cho bộ tộc nên nó đã chở cậu đi và nó vẫn ra vẻ không tin tưởng con người. Vì con người không đáng tin và ăn mọi thứ. Dòng đất cũng bị con người săn đến tuyệt chủng. Nó đã đưa cậu đến một căn nhà từng có người sống và cậu hứa sẽ quay lại tìm nó. Cậu dùng trung đoàn làm đèn pin khiến nó tự ái mà không làm nữa. Nhưng cậu sợ thấy gì đó nên xin nó làm lại một lần cuối là được. Cậu thấy một mẩu giấy gì đó và đột nhiên cả căn phòng bắt đầu gặp biến động. Một cột năng lượng đã chiếu thẳng lên trời và dịch chuyển hắc nhân đi đâu mất. Lily lúc này đang chữa cho một con cún. Cô vô tình đúng trúng một ông chú và ông này hẳn phải khá mạnh vì cô đụng như vậy mà chẳng bị sao. Lúc về nhà, Cô thấy Vi An đang khá vui vẻ với việc lau dọn nhà cửa, nhưng Vi An đã làm ra một cái nhà chó và muốn Lily li vào đó ở khiến cả hai lại quay ra gây lộn. Hắc nhân giờ mới về được và cậu thấy bản thân vừa chịu cực về mà độ nha vẫn ngồi đó ăn mì được. Với cả năng lực sao không cho thêm thì cô cho rằng bản thân đã cho cậu mọi thứ cậu cần, giờ cậu chỉ cần học hỏi để mở khóa nữa là xong. Cậu sau đó có lấy ra mớ lông sói lấy được từ bên kia thì đã bị đuổi về và cô cho biết nhiệm vụ sắp tới yêu cầu cậu đến châu Âu đón khách. Cô đã chuẩn bị sẵn vé máy bay và khách sạn cho cậu và hai cô gái ở nhà, nên cậu cứ mang họ theo vì biết đâu họ lại giúp ích. Cô sau đó đã vào nhà và đốt đi mớ lông để đề phòng hậu họa. Hắc nhân cùng hai cô gái sau đó đã lên đường đến anh để gặp khách. Địa chỉ và thông tin chi tiết thì Hắc nhân không biết. Vi An thì bị choáng ngợp vì máy bay có thể bay cao đến mức này. Cô trước đây cũng từng thử bay cao và kết quả là lạnh quá mà rơi xuống, bay thấp thì cũng chẳng sợ ai phát hiện vì tốc độ bay của cô rất nhanh. Hắc nhân thấy cô xếp này cũng quá buồn xỉn khi chỉ mua cho họ vé rẻ tiền. Lily cũng cho biết trước đây cô đã từng đi máy bay nhưng lần đó là đi chùa bằng cách lẻn vào máy thông gió và treo mình bên ngoài. cả bọn sau đó đã đến anh và Vi An thấy nơi này không giống nước anh nơi cô từng sống, nơi này có vẻ hoang vu hơn. Vi An nghĩ là nên hỏi đường vì tiếng anh của cô khá tốt nhưng hỏi ai thì họ cũng không hiểu vì phát âm của Vi An là từ mấy trăm năm trước. Vi An không muốn bản thân vô dụng y như Lily nhưng trường hợp này thì Lily lại có ích vì cô đánh hơi được mùi khá giống mùi trên bức tư. Hắc nhân cho rằng ở khách sạn mà họ cần đến có thể sẽ có đồ ăn nên Lily hứng khởi kéo luôn cả Vi An đi theo. Cả ba đã đến được khách sạn và Vi An thấy nơi này quả là như thiên đường. Lily thì đã cắm mặt vào bàn ăn còn Vi An thì leo lên giường để ngủ. Nhưng cả hai cứ làm ồn nên Hắc nhân đã phải lên tiếng và sau đó mới bắt đầu vào công việc. Cậu hỏi thử trung đoàn về cái bản đồ này thì nó nhận thấy hệ thống chưa được cập nhật nên đành gọi về cho độ nha. Cô ta chê cậu không có trình đi điều tra nhưng rồi cô ta nhận ra lỗi là ở bản thân vì chưa cập nhật hệ thống, cô sau đó đã cho cập nhật và mọi thông tin đều có thể được phiên dịch. Nó cũng nhắc luôn là từ giờ nếu cậu nói xấu độ nha thì cậu sẽ bị xét đánh, cần thử nghiệm thì nó cũng cho cậu thử luôn. Cả bọn sau đó kéo nhau đi ăn và họ thấy Lily ăn quá thiếu lịch sự, có điều giờ muốn dạy lại thì cũng đã muộn. Vi An đã cho rơi đi tuần tra thì phát hiện nơi này có những kết giới trông khá nguy hiểm. Cô đã gọi Hắc Nhân và Lily về phòng nhưng đúng lúc này thì có một người là Nam Cung tìm đến. Anh ta cũng đến cùng nơi mà nhóm Hắc Nhân đang tìm, nhưng anh ta thắc mắc lý do cả nhóm đến đó. Hắc Nhân và Vi An nói đại là đến tham quan nên anh ta cho biết nơi đó đã bị bỏ hoang cả trăm năm nay. Nơi đó cũng chẳng có gì đẹp ngoài một lâu đài đổ nát. Và nơi đó cũng bị đồn là có ma. Tối đó, Vi An đã cho Hắc Nhân biết về việc nơi này có thể có thợ săn quỷ. Nhưng Lily không cảm nhận được là vì cô hẳn là chưa từng chạm trán tên nào và thanh niên nam cung ban nãy cũng có khả năng là thợ săn quỷ. Cô có cách để chứng minh thử nhưng anh ta cho rằng chẳng cần chứng minh và tự thừa nhận luôn bản thân chính là thợ săn quỷ. Nhưng cô đích tin và biết rõ Nam Cung là một tên lừa người vì chẳng thợ săn quỷ nào lại đi phơi bày danh tính như vậy. Cô tính bỏ vào trong thì anh ta dịch chuyển qua và té ngã rồi được hắc nhân cứu. Lúc vào trong, anh ta cho cô thấy bùa mà bản thân vẽ ra để chứng minh và việc tự khai thân phận là để theo kịp thời đại mà mở rộng bản thân. Nam Cung thắc mắc cả nhóm là ai vì hẳn là cả nhóm cũng không phải người thường vì chẳng có người nào bình thường lại biết đến thợ săn quỷ, mà anh ta cũng chẳng muốn hỏi quá làm gì và hứa rằng ngày mai sẽ đưa cả nhóm đến nơi cần đến xem như trả ơn cứu mạng. Nhưng khi Nam Cung rời đi thì Vi An vẫn chưa tin lắm anh ta nên tạm thời sẽ quan sát. Sáng hôm sau, cả bốn cùng nhau đi tàu và Vi An cứ phàn nàn về việc đi chung với Lily do tối qua Lily đã báo hại cô không thể ngủ được cả hai lại cãi nhau và hắc nhân có hỏi thêm về vụ hồn ma kia đúng lúc này thì tv chiếu lên một cuộc phỏng vấn về một người cho rằng bản thân đã thấy hồn ma chính phủ anh cũng dối dám về việc này nên sẽ treo thưởng cho ai giải quyết được nghe tiền thì vi an mắt sáng lên và đòi hắc nhân cùng xử lý tàu cũng đã gần đến nơi thì đột nhiên có ba người tiến vào họ đụng trúng vali của nam cung nên lily đã cất giúp vì nó khá nặng vi an lại càng không tin nam cung vì thợ săn quỷ chẳng ai mang theo nhiều đồ như vậy còn ba người kia thì có vẻ là người đi bắt ma và là đối thủ giành thưởng của họ. Lúc xuống khỏi tàu, Nam Cung cho rằng bản thân ngửi được mùi hồn ma nên đã chạy đi trước. Cả nhóm sau đó tìm đến một quán trọ và chủ trọ lại là ông chú đáng sợ đã phỏng vấn trên TV. Ông chú cho biết trọ đã hết phòng nhưng ông chú sẽ cố sắp xếp cho họ để họ không phải ra đê ngủ đêm nay. Một lúc sau, ông chú đã chuẩn bị được hai phòng cho cả nhóm. Hai cô gái sẽ ở chung và hai thanh niên được dựa cũng vậy. Lily mớ ngủ mà đưa miệng cắn vào cổ Vian giết rồi không biết ai mới là ma cà rồng. Ông chú nhận thấy họ đến đây để điều tra về vụ hồn ma nên Nam Cung cũng khoe luôn việc bản thân là thợ săn quỷ. Vì ông chú làm việc ở gần đây nên nếu có thông tin nào cung cấp được thì sẽ rất tốt. Vi An vừa đưa Lily về phòng thì vô tình thấy con rơi trở về, còn ở bên kia. Ông chú cho biết lâu đài kia từ lâu đã bị bỏ hoang, bởi nơi đó khá u ám. Trước đây toàn thành đó đã xảy ra một cuộc chiến. Nhiều binh sĩ bị nhốt dưới kia và dần biến thành hồn ma. Chúng giờ đây tìm người để trả thù, tên chủ của lâu đài được cho là có rất nhiều của cải. Và ông ta cũng làm ra nhiều cái bẫy và mật thất để ngăn kẻ khác lấy đi. Tên lãnh chúa đó cũng có ba người con và sau khi lãnh chúa chết thì ba đứa con đã gây bạo loạn để giành ngôi. Kết quả là cả ba đều hẹo. Vi An sau khi nghe kể lại thì cũng cho cậu biết là rơi của cô cảm nhận được có hồn ma tại lâu đài kia. Nhưng ma mà cô tìm được là ma bị giam dưới lòng đất, còn ma mà người dân thấy lại ở trên mặt đất. Chưa kể là còn vụ người khách bí ẩn kia nữa khiến thứ cần phải giải đáp là quá nhiều lúc về phòng hắc nhân thấy nam cung đang cầm ảnh của cô gái nào đó anh ta cho biết đây là em gái anh ta anh ta lấy túi ra để ngủ vì thứ này khá là đa năng khi chống cả mũi lẫn ma pháp cậu đưa tay vào cái và nói là có mũi cậu thắc mắc vì sao nam cung không làm nghề này cũng em gái thì anh ta cho rằng bản thân làm để bảo vệ cô và cũng vì công việc nguy hiểm nên anh không thể để em gái liên lụy đêm đó ông chú và ba người trên tàu đã đi đến lâu đài trước nam cung tỉnh dậy trong đêm và nhanh chóng bám theo một lúc sau thì Vi An chạy qua gọi Hắc Nhân dậy vì Nam Cung cùng những người khác đã sủi mất. Cả hai qua gọi Lily li thì cô đã phá tan tành cả phòng. Vi An ném Lily li vào tường để gọi dậy và cả nhóm sau đó đã lên đường. Trong lúc đó, Nam Cung đã nhảy lên xe của ông chú và bị con rắn trong xe bò lên hù. Anh ta khóc thét nhưng dưới kia chỉ nghĩ là tiếng của hồn ma. Nhóm của Hắc Nhân lúc này cũng đang bám theo và Hắc Nhân đột nhiên nhận thấy Lily li vừa ngủ vừa chạy. Hẳn là cường hóa thị lực đã được mở khóa, Lily lo ngủ và Tông vào núi nên cả hai đến xem thử. Cú đụng khiến cô tỉnh hẳn, vô tình cô lại kiếm được đường tắt để đến lâu đài nên cả nhóm đã nhanh chóng tiến vào. Trong này mùi khá hôi và còn có nhiều thứ khó chịu khác. Đi một đoạn thì cả hai cô gái suýt té ngã, nhưng cả ba sau đó cũng đã thấy ánh sáng nên nhanh chóng tiến đến và thành công ra khỏi đường hầm và đến với lâu đài. Những người khác cũng đã đến đây, hỏi thủ trung đoàn về nhiệm vụ thì nó không nói gì. Nam Cung thì bắt đầu hành động giống thợ săn nên tạm thời đừng làm phiền anh ta cả nhóm tiến vào và đến đúng tọa độ mà trung đoàn đưa họ phát hiện nó hội kia đang tiến đến nên đã nấp đi và bày trò dọa lại hội kia bị dọa cho chạy mất lily sau đó đã dọn đường cho cả nhóm tiến vào họ phát hiện có dấu vết của con người ở đây vian sau đó phát hiện có chữ trên cây thánh giá nên hắc nhân để cái huy hiệu dịch ra vian giải đố theo như trên và tìm ra được lối đi bí mật nam cung chẳng thấy đâu nên họ cũng kệ luôn lúc tiến xuống dưới trung đoàn cứ lải nhải về việc bản thân không phải đèn pin họ tìm đến một đường hầm mà có vẻ là nơi diễn ra trận chiến năm xưa. Lily ngửi thấy mùi nên cả bọn đành phải chạy theo cô. Nam Cung lúc này cũng mò được lối đi xuống nhưng bùa trên tảng đá bị gió thổi mất khiến anh ta phải chui xuống trước khi bị đá đẻ. Nhóm hắc nhân quyết định ngồi nghỉ thì nghe thấy tiếng và ánh sáng nên đã chạy đi xem thử thì bắt gặp ông chú ở đây. Nhìn ông chú trang bị kỹ như này và còn ở đây thì chắc chắn là không bình thường. Vi An đã dùng thuật để họ giả làm hồn ma và tiến đến dọa ông chú đi. Ông chú chỉ muốn lợi dụng ma để thu hút khách nhưng ai dè gặp ma thật thì cũng cắm đầu chạy trước khi phép của Vi An hết tác dụng. Lily lại phát hiện ra chữ trên tường thì Vi An biết đây là văn tự để chấn áp ma quỷ. Vừa chạm vào thì tên bắn xuống buộc hắc nhân phải dùng giáp che chắn cho hai cô gái chạy đi. Phía trước là cửa nên Lily đã lên phá đi và giúp cả ba thoát nạn. Ngay sau đó thì một tảng đá lăn đến nên cả ba đã nấp sát vào tường để nãy đi. Nhưng bản tính của loài chó trỗi dậy khiến Lily đuổi theo tảng đá. Hắc nhân và Vi An phải đuổi theo và Lily vô tình rơi vào bẫy buộc Vi An lại phải cứu giúp. Trong lúc đó, Nam cung đã tìm đến chỗ của cổ tự ban nãy nhưng không đọc được nên anh ta nghịch thử để rồi lại kích hoạt bẫy, quay lại bên kia. Hai cô gái đang dần hạ cánh thì đột nhiên cả Hắc nhân cũng rơi xuống. Vừa xuống đến nơi thì hai cô gái thấy vàng và thức ăn thì liền chạy đến, nhưng Hắc nhân đã giữ lại vì trước mắt chỉ là hố. Vi An nghĩ là cả hai đã bị dính ảo giác, còn Hắc nhân không sao thì có lẽ do cậu đã tiến hóa được mức hiền con mợ nó nhân rồi. Cả nhóm tiếp tục đi và mãi chẳng thấy có gì tiến triển, người khác cũng không thấy, kho báu cũng không luôn, nhưng bẫy thì lại dính. Hai bên tường là cổ tự và chúng phong ấn năng lực của cả hai cô gái. Họ muốn hắc nhân cứ chạy đi nhưng cậu chưa đòi được tiền nhà thì không bỏ ai cả. Cậu đã giữ hai bức tường thì nó đột nhiên bị vô hiệu hóa. Không biết vì sao nhưng cứ tranh thủ mà chạy đã. Nam Cung lúc này mới thoát ra được mớ tên và đi lại chính con đường mà nhóm hắc nhân đã đi, gặp đá lăn và rơi hố đều y đúc. Nhưng nơi anh ta rơi xuống thì lại là một hang động, nhóm hắc nhân lại ngồi nghỉ thì vô tình bị đám hồn ma hiệp sĩ đuổi đánh. Lily lấy tạm kiếm của một tên để phòng thân và cả ba trốn vào được một căn phòng, trên kiếm có viết chữ về việc hiệp sĩ phải bảo vệ đá ma thuật. Đại loại thì đá đó có khả năng triệu hồi ra ma tộc. Hắc nhân thắc mắc đá ma thuật là như nào và nó có giống viên ở trên trần kia hay không? Và đúng, nó là đá ma thuật nhưng to đến mức này thì cũng kinh quá rồi. Hắc nhân muốn gọi hỗ trợ nhưng trung đoàn cho rằng chưa gặp boss mà đòi hỗ trợ thì nhục lắm. Vi An nghĩ là viên đá sẽ không ảnh hưởng gì nếu không bị tác động bởi ngoại lực. Đột nhiên căn phòng rung chuyển và khiến những cánh cửa mở ra, đám hiệp sĩ cũng nhờ vậy mà tiến được vào trong. Người đã gây ra vụ chấn động không ai khác ngoài Nam Cung, anh ta thấy nhóm của Hắc nhân trong này thì liền muốn thể hiện việc bản thân là dân chuyên, nhưng anh ta vẫn quá ăn hại. Hắc nhân và Lily buộc phải câu giờ cho Vi An dùng phép, khi vừa đủ thì cô đã tung chiêu nhưng chiêu của cô nhanh chóng bị viên đá ma thuật kia hút mất. Nó bắt đầu phản ứng và khiến xung quanh sập xuống, một con quỷ đã xuất hiện từ giữa bầu trời và nó trông không hề tử tế chút nào. Và nó ngay lập tức thấy nhóm của Hắc Nhân, nó lao xuống tóm cậu và bỏ đi buộc hai cô gái phải đuổi theo. Thế nhưng con quỷ không chỉ bắt mỗi cậu mà còn mang theo cả nam cung. Đúng lúc này thì hai cô gái đuổi đến, cả hai gọi Hắc Nhân là chủ nhà thì con quỷ liền bỏ cả hai xuống. Vi An tính dốc toàn lực ra đánh thì đột nhiên con quỷ cũng hỏi hắc nhân là chủ nhà của nó hay sao. Họ ngỡ ngàng nhận ra đây là vị khách mà độ nha nói, con quỷ giới thiệu bản thân là Isaac. Nó cố gọi Nam Cung dậy nhưng không được nên tiến tới bước ký hợp đồng thuê nhà. Lily chẳng mấy chốc đã làm thân với Isaac nên giờ họ là người một nhà. Isaac đã gọi thiên thạch phá tung cái lâu đài cũ để tránh người khác lui tới. Người dân sau đó kéo đến và Isaac lại đòi gọi thiên thạch để chào hỏi. Nhưng hắc nhân muốn anh ta biến thành dạng con người là được. Lúc về báo cáo với độ nha, cô có hỏi y giác sống tốt không thì cậu cho biết anh ta cứ hở tí là đòi gọi thiên thạch. Y giác vốn là người từ không gian khác đến. Viên ma thạch kia chỉ là lối để anh ta di chuyển từ không gian này sang không gian khác. Ở bên kia anh ta là một ma vương có tiếng nhưng lập nghiệp thất bại nên bị đẩy qua đây. Và giờ y giác muốn đi kiếm việc làm để trả tiền nhà thay vì ăn rồi ngồi lười như hai cô gái đây. Hắc nhân vừa về thì thấy cả ba lại cãi lộn nên để họ tự giải quyết. Đến chiều, Lily thì đã đi ngủ. Vi An thì dọn dẹp lại phòng cô. Nơi từng như cái nhà kho, cô có để ý mảnh giấy này và hắc nhân nhớ ra đây là mảnh giấy cậu mang từ thế giới song song kia về. Cậu không biết sói đầu đàn giờ ra sao và muốn tìm cách sang bên kia một chuyến. Đột nhiên cảnh sát gọi đến cho biết Isaac đã bị bắt vì giống tên tội phạm bị truy nã. Cậu đành phải đi đón Isaac về. Sáng hôm sau, cậu bị độ nha gọi đến và giữa đường thì vô tình gặp một cô gái đang đánh đàn để kiếm tiền. Trung đoàn muốn cậu lại cho cô ít đồng nhưng cậu quên mang ví theo nên đành bỏ đi. Cô gái kia nghĩ cậu là đồ keo kiệt nên khinh ra mặt. Lúc đến nơi, Độ Nha cho biết cậu sắp tới sẽ phải ra ngoài vũ trụ để đón khách về. Nhưng trước mắt thì cô cần nâng cấp trung đoàn lên thì nó mới có thể dịch chuyển cậu đến trạm vũ trụ. Và vì hành tinh cậu sắp đến toàn nước nên cô đã dẫn cho cậu một chuyên gia về biển. Đột nhiên người Độ Nha nhắc đến lại là cô gái hồi sáng cậu gặp. Cô đồng thời sẽ là khách trọ nên cậu đã đưa về giới thiệu. Cô là Ngũ Nguyệt và là em gái của Nam Cung, nhưng chưa ai nhận ra việc này. Cô cũng là dị tộc với mẹ là tiên cá bố là người thường. Cô chưa ăn gì cả ngày nay nên Vi An đã mời cô một bữa. Sau khi ăn xong thì Hắc Nhân đã có nói về nhiệm vụ ngày mai. Cậu sẽ phải ra vũ trụ để đón khách và Lily muốn đi nhưng Isaac là người có kinh nghiệm ngoài vũ trụ hơn nên anh mới là người có thể đi chung. Lily đột nhiên đau bụng nên càng không thể đi. Đêm đó, việc Hắc Nhân dậy giữa chừng đã khiến Ngũ Nguyệt cũng thức giấc. Cô không hiểu nơi này là gì mà toàn là dị tộc cậu muốn cô cứ xem nơi này là nơi ở của nhân viên cục quản lý không thời gian là được sáng hôm sau trung đoàn muốn cả ba đứng trước nhà và nó sẽ dịch chuyển cả ba đến trạm vũ trụ lúc đến nơi cả ba được một cô gái là nhân viên trên tàu này dẫn đi hắc nhân và ngũ nguyệt cứ hỏi liên tục khiến cô nhân viên có hơi khó chịu vì toàn câu nghe mà như đang chê cả ba sau đó được đưa đến chỗ tàu vũ trụ mà họ sẽ sử dụng tại tàu đang có những người ngoài hành tinh giống như hắc nhân từng tưởng tượng ra lúc lên tàu trung đoàn cho biết đây là một tàu chở hàng và giữa đường họ sẽ phải đổi qua một khinh khí cầu để hạ cánh. Lúc trở về thì Độ Nha đã sắp xếp cho họ một con tàu khác. Thuyền trưởng đã gọi đến và cho biết lịch trình của họ sẽ diễn ra trong một ngày và họ cứ yên tâm vì dịch vụ rất an toàn. Hai cô gái ở nhà thì khá chán vì không được đi, Vi An hứa sẽ nấu vài món cho Lily ăn để cô bớt than vãn. Quay lại trên kia, nhóm hắc nhân đã ngồi chơi bài để giết thời gian, đột nhiên có rung chấn và thuyền trưởng cho biết là đối thủ của ông đang gạ đua và ông chưa ngán ai bao giờ. Trung đoàn muốn họ chạy lên khí cầu gấp bởi nếu để lỡ cơ hội là họ sẽ bị cho đi lưu lạc cả ngàn năm. Cả bọn nhanh chóng chạy đến tàu thoát hiểm và để trung đoàn hách vào để điều khiển. Nhưng nó không thể mở cửa phía trước ra nên Isaac đã quyết định ra ngoài mở cửa. Anh hóa khổng lồ và đẩy được cửa ra rồi bám lên tàu để rời đi. Vì phải đâm xuyên qua vùng khí quyển nên khi vào trong hành tinh thì máy móc đều đồng loạt bị hỏng và khiến cả con thuyền rơi tự do. Cậu bắt đầu chìm xuống nước thì thấy có tiên cá ở ngay trước mắt. Cậu tỉnh giấc thì thấy bản thân đã vào lại thế giới song song cậu thấy đàn sói đang thất thế trước một vài con sói nâu nên đã ra tay tương trợ. Sói đầu đàn nghĩ là cậu thương hại nó nhưng cậu hứa lần sau sẽ đưa được người đến chữa răng cho nó. Cậu có hỏi nó về mảnh giấc này thì nó biết đây là một văn tự cổ chuyên dùng trấn yêu, nó được một người dạy cho lúc nhỏ. Nhưng chưa kịp hỏi thêm thì hắc nhân đã bị đưa về thế giới thực. Cậu tỉnh dậy thì được biết là trung đoàn đã hoàn thành việc thiết lập bản đồ cho thế giới lúc cậu bất tỉnh. Trên bản đồ có hai điểm là nơi thuyền của họ rơi và nơi còn lại hẳn là vị khách họ cần tìm cả ba tự lên kế hoạch di chuyển cùng nhau mà chẳng nghe ý kiến từ trung đoàn khiến nó rất tức giận. Trong lúc đó ở nhà, Vi An đã nấu một bữa cho Lily ăn nhưng cô ăn một lúc mới nhận ra bên trong có tỏi. Đột nhiên cô bắt đầu bị ngất đi và sau đó mất kiểm soát tấn công Vi An rồi định chạy ra ngoài. Vi An đã phải giữ cô lại. Hai kẻ có vẻ như là thợ săn quỷ đang ở cách đó không xa và một trong hai là người mà Lily từng đụng chúng. Quay lại với hắc nhân, cậu và hai người còn lại sau khi băng qua rừng thì cũng đã tìm đến nơi mà phi thuyền của khách rơi xuống. Isaac đã tháo rời gần như toàn bộ cả con tàu nhưng chẳng thấy người đâu, trung đoàn phân tích qua thì biết người khách có thể vẫn an toàn vì tàu này được xem là khá chắc chắn. Họ sau đó đã đi tìm thử phần khoang chứa bị tách ra khỏi con tàu vừa rồi và nó ở dưới độ sâu 5.000 m Mức ấy thì Ngũ Nguyệt đi được, cô đã nhảy xuống nước và hóa thành người cá, và cũng là người đã cứu cậu ba nãy. Cô cho biết là cô có thể đưa thêm một người nên trung đoàn đẩy Hắc Nhân đi vì đằng nào cậu cũng là người nhận lương. Isaac đã ném cậu xuống và hứa sẽ chờ ở đây cậu bị kéo xuống nước nhưng một lúc sau thì mới nhận ra bản thân có thể thở nhờ ở cạnh Ngũ Nguyệt. Một con cá mập đã lao đến đòi tấn công thì cô hóa thành bạch tuộc khiến nó hoảng sợ mà bỏ chạy. Cô sau đó còn biến được thành tôm tít và cho Hắc Nhân cưỡi đi. Cả hai sau đó đã xuống tận nơi và trung đoàn lần này vì miễn cưỡng nên mới phải chấp nhận làm đèn pin. Ngũ Nguyệt sau đó đã biến thành rắn biển và tạo xung quanh khoang chứa kia một lớp bảo vệ để cả hai tiến vào. Ngũ Nguyệt đành bò ở dạng người cá luôn vì nãy cô đã để lại hết đồ trên bờ. Lúc tiến vào Họ thấy chẳng có ai trong này nên đành gọi cho Độ Nha. Ngũ Nguyệt tìm thấy vài món đồ em bé và một quả trứng. Lúc gọi cho Độ Nha, cô muốn xem thử thì nói thẳng ra khách chính là quả trứng kia. Và giờ việc đã xong thì cô muốn họ tìm một nơi nào đó rộng rãi và một tiếng sau sẽ có người đến đón. Cả ba đứng chờ mãi mà chưa thấy ai thì đột nhiên cả một con tàu lao thẳng đến. Độ Nha là người đã đích thân đến đón cả ba và vì hắc nhân cứ cảm giảm nên cô cho biết đây sẽ là tàu của cậu. Cậu thắc mắc vụ quả trứng thì cô cho rằng chỉ cần cậu không lục lên thì nó vẫn sẽ nở như thường và đây cũng là cá thể cuối cùng của một hành tinh vừa bị tuyệt diệt. Cậu vẫn chưa tin được nhưng cô đã gọi cậu là thuyền trưởng nên cậu quyết định sẽ đặt cho con tàu một cái tên. Trung đoàn quyết định làm hệ thống điều khiển cho con tàu và rồi lên đường trở về. Vừa về nhà thì cả ba nhận thấy căn nhà đã bị phá tan hoang. Vi An thì phải chật vật lắm mới trói được Lily li, nhưng chẳng mấy chốc cô đã cắn đứt vào lao đến đòi quả trứng. Isaac đã phải giữ cô lại và họ quyết định đưa qua cho độ nha xem thử, nhưng trung đoàn không dịch chuyển được nên Isaac đã đổ nước tương lên sàn và làm pháp trận để dịch chuyển. Cả bọn đến cắt ngang bữa ăn của độ nha khiến cô thấy khó chịu, nhưng giờ không giải quyết thì không được ăn nên cô đã tóm Lily đang gặm chân cô và muốn Lily nhìn vào mắt. Cô hỏi thử Lily thấy gì và sau khi nghe câu trả lời thì độ nha biết Lily đang sắp tiến hóa và thức tỉnh một năng lực mới. Quá trình đó thường sẽ khiến Lily bị tiến hóa ngược lại một chút nên mới dẫn đến mất ý thức. Nguyên nhân cho việc Lily đột nhiên tiến hóa hẳn là do lần suýt đánh nhau với Isaac. Vina đã gọi ra mặt trăng đỏ nên mới khiến Lily bị kích thích tâm lý. Độ nha muốn họ đưa Lily đến cái máy cường hóa kia để chữa tạm thời. Cô sau đó cũng có hỏi Isaac và Ngũ Nguyệt thấy sao khi sống chung thì họ đều rất vui với không khí nhộn nhịp trong nhà. Lily sau khi được chữa trị thì cũng đã có lại ý thức. Việc đầu tiên vẫn là gây lộn với kẻ thù không đội trời chung. Cậu sau đó đã nhờ mọi người đưa Lily về còn cậu quay lại báo cáo. Đỗ Nha muốn cậu viết hai bản báo cáo cho hai nhiệm vụ vừa rồi, đồng thời việc cô để Lily chữa trị chỉ là tạm thời và vào ngày trăng tròn sẽ lại tái phát. Dự kiến ngày đó là hôm sau, cô cũng hỏi cậu thấy sao khi ở chung thì cậu thấy phiền vì ồn ào, nhưng cũng vui vì ai cũng đáng tin cậy. Cậu sau đó đã đi mua một mớ đồ để đề phòng tối nay ra ngoài lánh nạn, vừa về nhà, cậu thấy Vi An đang cố làm thuốc cho Lily, nhưng nhìn thuốc như axit thì cậu lại thấy rợn. Tối đó, cậu rủ cả nhà đi cắm trại đề phòng Lily gây hại thì đỡ ảnh hưởng người dân. Vi An lấy ra viên thuốc cô làm và hắc nhân chẳng biết nên lo hay an tâm. Sau khi chơi nguyên một buổi tối thì ai nấy cũng mệt mà đi ngủ, nửa đêm. Vì nghe thấy tiếng hú của Lily nên ai cũng dậy, cô bắt đầu xảy ra phản ứng nên y rắc đành lập kết giới bảo vệ. Khi khói bụi tan thì họ thấy Lily đã hóa thành một con hớt kỳ khổng lồ, cô không hề có ý định hung hăng mà lại ngoan ngoãn nằm chơi với hắc nhân. Vi An đã nhanh trí ném viên thuốc vào và đột nhiên Lily hú lên một tiếng rồi lại chạy thẳng vào thành phố. Cả nhóm đã chạy theo cản lại. Isaac cố nhảy lên để giữ thì bị Lily hất sang một bên. Vi An dựng lồng giữ lại và để Hắc Nhân dỗ thử. Nhưng cậu cũng bất lực và Ngũ Nguyệt buộc phải dùng đến tiếng hát của người cá để du Lily ngủ. Cô sau đó đã hóa về bình thường. Họ sau đó đã đưa Lily về nhà nhưng sáng hôm sau, hai tên thợ săn quỷ đã lẻn vào nhà và đánh ngất Hắc Nhân. Lily sau đó tỉnh lại thì thấy bản thân không ở nhà nên liền chạy đi cô đụng chúng một kết giới và hai kẻ kia xuất hiện. Cô nghe hai tên kia nói rằng chúng là đồng minh với cô và những người cô đã ở cùng mới là người xấu. Cô không tin và đòi bỏ về thì bị ngăn cản và rồi lại bị đánh ngất. Con rơi của Vi An đã cố gắng trở về báo tin thì bị hai tên kia phát hiện và dùng phép lên. Ở nhà lúc này, ba người kia thắc mắc không biết Lily đâu. Cậu nhớ lại việc bản thân bị ai đó đánh ngất nên đã biết Lily đã bị bắt. Đột nhiên con rơi của Vi An trở về, nhưng nó đã dính phép nên cô không thể xem ký ức của nó. Họ đã thử để trung đoàn quét qua xem sao, nó quét ra mấy cái than, đá vôi sắt và thủy tinh. Y giác biết mấy thứ này là để chế ra sắt công nghiệp nên họ đã chia cặp ra để đi tìm ở mấy khu công nghiệp gần đây. Hai tên kia lúc này đã đặt xong bẫy và cho rằng nếu Vi An đến thì sẽ không có về. Cô và Hắc Nhân lúc này đang tìm đến chỗ của khu công nghiệp kia. Vi An đã cho rơi đi trước thì đột nhiên một con rơi gặp chuyện nên cả hai đã ghé qua xem. Cả nhận thấy đây có sương mù đen nên hẳn là nơi giam giữ Lily vì sương mù đen là một hắc thuật nên nếu không cẩn thận họ sẽ tiêu đời. Bên của Isaac thì tìm đến một khu công nghiệp khác và anh lỡ phá cửa khiến những công nhân trong đây có vẻ không vui. Ngũ Nguyệt muốn anh cùng vào xin lỗi, quay lại bên kia. Vì nghĩ là hắc nhân có thể vào vì lúc ở lâu đài sụp đổ kia cậu đã gần như vô hiệu hóa được cổ tự. Cậu cũng thử cầm một cục than lên và nó đã tan biến ngay nên cậu quyết định liều thử. Vừa bay lên thì tên tóc vàng đã bắt gặp cả hai nên ra mặt để chiến đấu. Hắn biến thành người sói và cho rằng bản thân mới là đồng tộc của Lily hai bên đã lao vào giao chiến. Trong lúc đó, Isaac bị buộc phải ngồi lại chơi mặt trượt để trừ tiền cái cửa. Mải chơi mà hẳn là anh đã quên mất việc Lily đã bị bắt cóc. Vi An và Hắc Nhân bị tách khỏi nhau, Vi An muốn tự lo ở đây và để Hắc Nhân đi tìm. Nhưng tên sói kia vẫn cố lao đến tấn công buộc Vi An phải đặt cậu lên cao. Cô đã lừa tên sói lao đến và tồi biến mất, Hắc Nhân thì rơi xuống. Còn Isaac lúc này đã cho bên kia thua đẹp và ra về, hắc nhân đã leo vào trong nhà kho kia và mớ sương mù này vẫn không ảnh hưởng gì cậu. Nhưng cậu bị tên còn lại phát hiện và hắn cũng là người sói. Bị đánh bất ngờ khiến cậu chỉ có thể phòng thủ, nhưng đến đâu cậu vẫn bị hắn tìm ra. Trung đoàn cho rằng thể lực cậu đã đủ để đấu tay đôi với hắn. Cậu bật nhảy một cái thì lên đến nóc nên đã xả nước để tạm thời vô hiệu khứu giác của hắn. Cậu muốn tránh giao tranh nên chạy đi tìm Lily. Cậu gọi được cô dậy để ra về nhưng cô thấy đói. Đi giữa đường thì cả hai bị tên sói áo đen kia chặn đường. Nhưng tên tóc vàng đã bị Vi An ném vào đây nên hắn đã quay lại xem đàn em ra sao. Hắn cố dùng lời để thuyết phục Lily nhưng cả bọn quyết định ngồi lại đàm phán. Hai người sói biết về việc Lily và Vi An sống hòa bình với nhau. Còn lý do cả hai tìm đến đây là vì ngày tiên tri mà tộc người cá đã báo cho họ, ngày mà họ có được sức mạnh của dòng tộc. Họ nhận ra đó chính là ngày trăng tròn tối qua, đúng lúc này thì tất cả bị một hội thợ săn quỷ thực sự bao vây. Đám thợ săn thấy đây ai cũng là quái vật nên cho rằng đây chính là hang ổ của họ và phải diệt trừ, hắc nhân cho rằng chúng quá hèn nhưng chẳng vốn dĩ đã chẳng có đạo đức. Tên chỉ huy ra lệnh bắn toàn bộ nên cậu đã phải dựng khiên lên che chắn, cậu muốn cả nhóm cùng chạy nhưng chúng vẫn bắn theo buộc hai cô gái phải chạy đi phá rối. Cậu muốn hai người sói đây nhắm mắt lại và cậu đã dùng trung đoàn như quả bom choáng và giúp cả nhóm thành công tẩu thoát ra ngoài, chúng đã đuổi theo nên cả nhóm lại tách ra. Hai cô gái sẽ đi xử lý vài tên hai người sói đây thì đã đưa hắc nhân ra nơi an toàn nhưng tên chỉ huy và một kẻ khác đã chặn cả ba lại hắc nhân cũng bị một cô thợ săn thu hút chú ý cô ta dịch chuyển lên cao để bắn xuống buộc cậu phải ném chung đoàn đi và rồi nhảy lên đây cô ta dịch chuyển ra xa hơn và bắn trả nên cậu lại phải chắn cậu lao đến chỗ cô ta thì cô ta nhảy xuống nên cậu cũng nhảy theo và tung một cú hạ gục cậu quay về với những người khác trong lúc đó người sói đen vì đỡ đòn cho đàn em mà bị thương sói vàng đã tức giận lao đến thì bị tên chỉ huy đâm một dao và hóa đá cánh tay hắn định lấy mạng sói vàng nhưng rồi lại cho sói đen cơ hội nói ra mục đích để đổi mạng định thỏa hiệp thì hắc nhân đã chạy đến lily cũng đến ngay sau đó cô đã tìm ra cách để thoát khỏi tình cảnh này cô dùng đến sức mạnh mới thức tỉnh và biến ra hai bộ vuốt với hai năng lực nguyên tố khác nhau cô ném ra một cơn lốc hỏa băng buộc đám thợ săn phải lấy bùa ra chặn khi cơn lốc tan thì cả nhóm hắc nhân đã thành công trốn đi họ trốn vào rừng và sói đen nghĩ họ đã bị đám thợ săn phát hiện vì nếu họ phục hưng được thì đám thợ săn sẽ có chuyện đúng lúc này thì y giắc và ngũ nguyệt tìm đến hắc nhân cho biết cả hai là đồng đội và trung đoàn cũng bay về trách móc hắc nhân vì đã ném nó đi thấy có người bị thương nên ngũ nguyệt sẽ chữa bằng thủy thuật giờ là phần giải thích sói đen biết bản thân đã kéo mọi người vào nên đành nói ra về lời tiên tri lời tiên tri này được tộc người cá nói ra và họ cho biết về ngày đoàn tụ đó là ngày mà các chủng tộc sẽ lấy lại sức mạnh nguyên thủy và đồng lòng chống lại thợ săn quỷ các chủng tộc lúc này đang cố phục hưng lại chủng tộc để chuẩn bị cho ngày này, sói đen vốn muốn bắt Lily về để chuẩn bị sát nhập cô với đồng tộc. Anh ta nghĩ cô đã bị vi an tẩy não nhưng cô không rảnh mà tẩy não đứa não ngắn như Lily, Ngũ Nguyệt cũng đã trị liệu xong. Đúng lúc này thì hội thợ săn lại mò đến, Isaac muốn đàm phán với tên chỉ huy kia. Hắn ném dao vào anh nhưng tất cả đều tan chảy, anh cố nhắc lại từ thương lượng thì chúng muốn anh giao hai người sói ra thì chúng về. Anh thấy thương lượng không được nên gọi cả quả thiên thạch xuống cho tín Tên kia bị dọa cho bỏ chạy nhưng lại dính vào phép dịch chuyển của anh. Anh tóm lại búng cái thẳng đầu khiến tên kia nằm sàn. Hai người sói biết bản thân không nên ở lại để gây phiền phức thêm nhưng Ngũ Nguyệt muốn nghe về lời tiên tri của người cá. Sói đen đã kể lại từng từ và sau đó tạm biệt Lily và hứa sau này sẽ đến thăm bằng cửa chính. Đột nhiên cô thợ săn đã đấu với hắc nhân xuất hiện và bắt Ngũ Nguyệt làm con tin. Họ muốn giao kèo đổi Ngũ Nguyệt lấy tên chỉ huy nhưng chẳng có gì làm tin. Đột nhiên Nam cung xuất hiện và cho biết bản thân là một thợ săn đơn độc. Anh muốn cô ta giao con tin cho anh rồi mang tên chỉ huy về, còn vụ giao kèo anh sẽ làm thay. Cô ta đỡ lấy tên chỉ huy và rời đi nhưng trung đoàn đã gọi cho độ nha nên chúng sẽ không ra được khỏi rừng. Ngũ Nguyệt đã thụi vào bụng Nam Cung và chạy đến ôm lấy Lily. Nam Cung thắc mắc tại sao họ ở đây. Hắc nhân thắc mắc việc cả hai quen nhau thì Ngũ Nguyệt lại sút anh ta đi và cho họ biết cả hai chính là anh em. Lúc trở về, Lily đã đem quả trứng đi luộc. Còn hội ngoài kia cũng bất ngờ vì cả hai là anh em. Họ có hỏi Lily làm gì trong bếp thì cô không nói ra. Đang thắc mắc lý do Ngũ Nguyệt không ưa anh trai thì cô cho biết bản thân luôn bị Nam Cung theo đuôi. Anh ta cho rằng bản thân lo cho em gái nhưng cô thấy Nam Cung mới là mối nguy. Nhưng vì lần này đã cứu thì cô cảm ơn. Họ thắc mắc liệu Nam Cung có phải là người cá hay không thì anh ta chỉ là thợ săn vì bố mẹ cả hai là thợ săn và người cá. Và người cá chỉ có thể do con gái di truyền. Vi An có hỏi bố mẹ cả hai đâu thì họ đã mất tích. Ngũ Nguyệt rời khỏi nhà cũng là vì để đi tìm bố mẹ. Vi An tin họ còn sống vì người cá không dễ chết như vậy. Nam Cung bất ngờ vì ở đây ai cũng đa chủng tộc. Anh thắc mắc lý do họ tìm đến lâu đài hôm đó và chuyện đã xảy ra thì họ suy nghĩ xem có nên kể hay không. Ngũ Nguyệt tin tưởng anh trai vì đằng nào Nam Cung cũng chẳng giao du với thợ săn nào khác. Cậu nói ra và cũng đề cập đến việc Lily li chỉ là chó hớt kỳ. Cô không tin bắt đầu ăn vạ khiến Vi An phải hút tí máu để xét nghiệm lại. Và kết quả là cô không có tí máu nào của sói đúng lúc này thì hai thanh niên sói tìm đến và vì thấy nam cung là thợ săn nên hai bên đã gây sự y phải đấm mỗi người một cú để ép cả hai nói chuyện sau khi giải thích thì cả hai vẫn đến để hy vọng cả nhóm về đội vì giờ họ cũng đã bị thợ săn quỷ nhắm đến đàm phán hơi khó nên anh ta đặt ra luôn một cục vàng luôn cho dễ nói chuyện họ hứa sẽ trả công xứng đáng bị rụ rỗ khiến vi an dần xa ngã đột nhiên nhà bị cúp điện lý do là vì chưa nộp tiền nước và điện Việc thì chưa ai có mà cái sổ ngân hàng của Hắc Nhân thì đã bị Lily và Vi An báo cho mất luôn. Cậu đã ra ngoài một lúc còn cả nhà quyết định sẽ làm gì đó để giúp Hắc Nhân. Sáng hôm sau, cậu ngủ dậy thì thấy ai nấy đều đã rời khỏi nhà, điện nước vẫn chưa có. Lily thì đã đi làm ở một quán cà phê để tài về chó. Vi An không muốn chịu thua nên cũng đi kiếm việc, ngũ nguyệt thì lấy tài đánh đàn để kiếm tiền. Nam Cung thì đi leo núi để đào lại số tiền 10 năm trước, Hắc Nhân đã vứt cái liêm sỉ để đi ứng tiền từ độ nhà. Cô chấp nhận vì nể tình cậu đã liều mạng bảo vệ khách thuê, cậu có thắc mắc về lời tiên tri vì mấy lần cậu sang thế giới song song thì đều mang về một mảnh của lời tiên tri. Cô cho biết mọi chủng tộc phần lớn đều đến từ thế giới đó, còn Vina đã cùng Isaac đến tìm Ngũ Nguyệt vì cô muốn cùng cả hai đi trục vớt kho báu dưới biển. Hắc nhân muốn tìm hiểu thêm thông tin về thế giới song song kia để có thể giúp đoàn kết nhiều chủng loài lại với nhau, nhưng đó là việc rất khó nhưng cô sẵn sàng để cậu tìm hiểu vì nhiệm vụ sắp tới sẽ có liên quan đến thế giới song song. Cô cũng muốn cậu nộp báo cáo thể chết về lúc cậu ở bên kia cho cô xem xét. Tối về, cậu thấy căn nhà đã có điện và ai nấy đều tổ chức tiệc chờ cậu về ăn. Họ đều đã đi làm kiếm tiền hôm nay, nhưng không một ai biết đến việc quả trứng đang bị luộc dưới bếp. Hắc nhân có nói về nhiệm vụ cậu sắp tham gia sẽ ở thế giới song song. Ngũ Nguyệt hy vọng cậu có thể tìm ra manh mối về bố mẹ cô. Ai nấy đều muốn tham gia nhiệm vụ chung với cậu. Cậu nhớ đến việc phải giới thiệu quả trứng với những ai chưa biết. Nhưng Ngũ Nguyệt nhớ là có thấy quả trứng dưới bếp, cả bọn kéo xuống và sốc khi thấy quả trứng đang bị ly ly lục lên có điều quả trứng bằng một cách thần kỳ nào đó vẫn nở được phim đến đây cũng là kết thúc tạm biệt